Hoài Linh cùng loạt sau việc tiếc thương nghệ sĩ Đức Lan, bố của diễn viên Hiếu Hiền. Nghệ sĩ Đức Lan vừa qua đời vào lúc 4 giờ sáng ngày 13 tháng 4 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 83 tuổi. Theo người nhà, ông bị tiểu đường và nhiều bệnh nền khác dẫn đến sức khỏe suy yếu. Trước khi qua đời không lâu, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi Hiếu Hiền đăng tải cáo phó cha của mình trên trang cá nhân, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận, gửi lời chia buồn tới anh và gia đình. Nghệ sĩ Hoài Linh chia buồn cùng gia đình, chia buồn cùng em và Tăng Quyến, cố lên em nhé. Tăng Thanh Hà động viên, em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ, cố lên anh nhé. Các sĩ phẩm Thanh Thảo đau xót, ba đi bình an, con nhớ ba, thương ba. Diễn viên Đinh Ngọc Diệp nghẹn ngào trước sự ra đi của cố nghệ sĩ. Ôi đau lòng quá anh ơi, cho phép em chia buồn cùng anh và gia đình. Giữ gìn sức khỏe nha anh. Các phường tiếc thương, chia buồn cùng em Hiếu Hiền. Ba cũng đi theo mẹ rồi, chị chia buồn cùng em. Được biết nghệ sĩ Đức Lan là chồng của cố nghệ sĩ Kim Ngọc, cũng là bố ruột của nam diễn viên quen mật Hiếu Hiền. Tang lễ của nghệ sĩ Đức Lan diễn ra tại tư gia ở đường Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, lễ tấn niệm và lễ viếng diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 4. Sáng ngày 15 tháng 4, gia đình tiến hành lễ động quan, sau đó đưa đi hỏa táng và tro cốt của cố nghệ sĩ sẽ đưa về chùa Thanh Sơn, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.